Bác nào quá mệt mỏi với công việc bộn bề thì để em dẫn các bác đi detox lại tâm hồn tại một địa điểm vô cùng trong lành mà lại cách Hà Nội không bao xa. Đi về đảm bảo hừng hực tinh thần làm việc luôn nhé. Quá tuyệt vời! Mùa hè oi bức thế này, ngoài đi biển ra thì còn gì hợp lý hơn là những thảo nguyên xanh mướt, sông suối mát rượi các bác nhỉ. Hữu Lũng Lạng Sơn lại vừa hay có đủ cho các bác luôn nhé. Ngày đầu tiên sau khi di chuyển đến thảo nguyên Đồng Lâm thì các bác cứ camping cho chuyện thoải mái cùng đám bạn đến chiều tối rồi trở về căn homestay ăn tối và sinh hoạt nhé. Đến đây thì các bác có thể tham khảo homestay Gốc Đa, phòng cộng đồng chỉ có 80k một người một đêm thôi. Bác nào đang tìm người yêu thì có khi đây lại là cơ hội đấy nhé. Sang ngày 2 thì mình đổi gió vào bản Nguyên Thủy check in tại bản Lân Đạt, hồ Nông Dùng, thác Ngả Hai, đập Bắc Mỏ, cây Phù Thề là hết một ngày. Ăn uống thì các bác cứ tha hồ mà khám phá các món ăn được phục vụ tại homestay như là không nhục, ốc núi, cá suối chiên, lạp sườn, đặc biệt là vịt quay, lợn quay siêu hấp dẫn nhá. Ăn xả láng mà cùng lòng cũng chỉ hơn 100k một người thôi. Chuyến đi siêu tiết kiệm mà còn được hòa mình vào thiên nhiên thế này thì các bác còn chân chưa gì mà không rủ ngay hội bạn thân mình đến đây nào.